Tử vi tuổi Bình Thìn 1976, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Người tuổi Bính Thìn thì lại khác, họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu được góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Bính Thìn dễ dàng hiểu thấu được tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Thìn sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhân nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bỏ dở giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người tuổi này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra gia chủ chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, mọi người hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Về sức khỏe, gia chủ tuổi Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Bính xung hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm bận lòng những người ở xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, gia chủ tuổi Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm.
Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, gia chủ tuổi Bính Thìn sẽ có những bước đột phá trong công việc. Gia chủ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà gia chủ hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân mình. Gia chủ tuổi Bính Thìn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì gia chủ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả gia chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích mà làm mất điểm của gia chủ trong mắt của đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Sự nghiệp sẽ mang lại cho gia chủ tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, gia chủ vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Gia chủ biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó gia chủ sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thêm được sự hợp tác, được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lại bất cập hại. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc của gia chủ sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công. Áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Gia chủ đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, gia chủ cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người từ trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của gia chủ, giúp mọi người vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào trong thời điểm này. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Đặc biệt, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ
thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho gia chủ. Thứ tư về mặt sức khỏe. Trong tháng này, gia chủ tuổi Bính Thìn cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, gia chủ cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng chính là việc này mà ra. Mọi người cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc bên ngoài để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, tử vi tháng này khuyên gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Mọi người cần chắc chắn, đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng, lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để mọi người có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, Nam Âm, Gia Trung Kim. Tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão, hợi thành Mục Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, từ ngày 13 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Tuất, Nạp Âm, Đại Hải Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6, từ ngày 25 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Tuất, Nạp Âm, Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 6, từ ngày 6 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bính Tuất, Nạp Âm, Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Bính Thìn tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành các công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Dậu, Nạp Âm, Kiếm Phong Kim. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Dậu, Nạp Âm, Tuyền Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật được những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn miễn phí.
Ngoài ra, mọi người hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.